Nhung ơi là Nhung, anh đốt ba nén nhang này anh xin cần cầu khẩn em Nhung ơi. Nếu em có linh thiêng thì em hãy xuất hiện nguyên hình của em ra, thì em đi về nhà em ngồi em nghỉ ngơi cho khỏe, em đừng lảng vảng ngoài đường nữa Nhung ơi. Là Nhung, em có biết á, cái sự xuất hiện của em á, là cái sự mất tích của mọi người không Nhung ơi? Trời ơi Nhung ơi, Nhung ơi, anh cầu khẩn em Nhung ơi. Bây giờ bà con á, người ta đói bụng muốn đi ra ngoài mua cái gói mì tôm ăn cũng sợ không dám mở cửa ra ngoài, lỡ gặp bóng dáng em lảng vảng đâu đó thì sao Nhung ơi? Em mau về đi Nhung ơi. Bây giờ á, tất cả mọi người á rất là khiếp sợ em Nhung ơi, còn cầu xin em á. Nhưng bây giờ á, em oai hùng lắm Nhung ơi. Người ta biết bây giờ là cả cái đất nước Việt Nam này biết á, chỉ cần một cái tiếng ho hay một tiếng hắt xì của em thôi là mọi người đã khiếp sợ rồi Nhung ơi. Anh cầu xin em cái linh thiêng thì hãy về nhà ngồi yên một chỗ, đừng có đi lãng vảng nữa Nhung ơi. Anh cầu xin á, ba lại này, anh cầu xin em Nhung ơi, hãy về đi Nhung ơi. Trời ơi là trời, Nhung ơi là Nhung. Em 26 tuổi mà em oai hùng quá, ai cũng sợ, ai cũng khiếp sợ. Trời ơi, cái sự xuất hiện của em á làm cho mọi người hoang mang quá Nhung ơi. Thôi anh chỉ cầu mong vậy thôi, nhận của anh ba lại ngày này đi. Em về nhà em nghỉ ngơi giùm anh một xíu cho bà con á, Việt Nam này á, cho đỡ lo lắng. Thôi em hãy hiện nguyên hình đi Nhung ơi. Trời ơi, ơi nhớ nha, nhớ nha, tới chiều mà em không không về, không hiện hình về nhà thì anh lại tiếp.